Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án Qcoin này. Đây là cái wallpaper giấy trắng của cái dự án Qcoin này, phân cấp cho thế giới cái xu hướng thông minh của bạn. Giấy trắng nội dung, đây là cái nội dung content có trong cái giấy trắng wallpaper này, các bạn có thể xem qua về cái các vị trí phát triển của cryptocurrency trên thế giới với cái giá trị bốn hóa thị trường kết hợp của tất cả các cryptocurrency đã tăng gấp 3 lần more than hơn nữa từ kỷ đầu năm 2016, đạt gần 150 tỷ đô trong tháng 8 2017. Về cái dự án, đây là cái sơ đồ tăng trưởng của cái cryptocurrency, một cái thương hiệu mới cryptocurrency kinh tế mới, các bạn có thể thấy ở đây những lợi thế của cryptocurrency tại cái nhiều và nó không thể đối với cái fiat tại vượt qua cái cryptocurrency. Hôm nay một cái trang shutter nộp lệ phí giao dịch cao để bắt đầu cái việc chuyển nhượng phí giao dịch bên giới trung bình chéo là 7,5%, thì điều này bây giờ có thể được thực hiện trong liên tục trong vài giây dùng cryptocurrency qua blockchain với cái thực tế chi phí không bao giờ là an toàn. Các bạn có thể thấy ở đây thì cái crypto fiat, cái Qchain, Qcoin Hub, Qpay và Qxchain, thì đây là giải pháp của cái Qcoin này. Thì Qcoin là một cái đồng cryptocurrency phân cấp với một cái được xây dựng với một cái bằng chứng về thuật toán cổ phần cho các nhà đầu tư và toàn thể cộng đồng cryptocurrency trong hệ sinh thái Qcoin Hub này. Thì Qcoin nhằm mục đích giải quyết những cái thách thức ngân hàng kinh doanh và trao đổi bảo mật với những người sử dụng cryptocurrency ngày càng phát triển trên toàn cầu, là một cái tài sản kỹ thuật số có giá trị Qcoin của trách nhiệm đánh giá cao như một cái cộng đồng. Thì Qcoin Hub tăng trên toàn cầu, việc cung cấp tối đa thấp các kết hợp các dấu hiệu trở thành một cái thẻ tiện ích dự kiến sẽ có tung ra trong hệ sinh thái nhưng cùng một lúc chào mừng một sự phát triển lành mạnh và định giá tốt hơn với đồng xu. Thì đây Qcoin, tầm nhìn của công ty, thì ở đây cái Qcoin này sẽ mở rộng cái quy mô và tăng cơ sở khách hàng, thì không quá 15% tài nguyên của chúng tôi sẽ được phân bổ cho việc duy trì một quan hệ active hoạt động hiện tại, và phần còn lại sẽ là của nguồn tài nguyên của chúng tôi được triển khai bằng nghiên cứu và phát triển cái công nghệ mới. Về cái phát triển sản phẩm và tiếp tục cái một cách tự nhiên, một cách ethic bởi cái tầm nhìn của công ty, thì mục tiêu hiện nay của chúng tôi là quy định rõ ở dưới. Thì Qcoin Hub ở đây là một cái nền tảng cho các hoạt động tài chính của cryptocurrency, và tại đó cái cung cấp cho người dùng tùy chọn để mua và bán ngân hàng cryptocurrency ở nền tảng, vay miễn phí tài sản thế chấp cho người dùng mà ngân hàng tài sản của họ trên nền tảng này. Sử dụng cái trung tâm Qcoin, người dùng sẽ có thể ngân hàng cryptocurrency của họ và định kỳ được bổ túc trên mỗi đơn vị tiền tệ mật mã mà họ đang nghiên cứu trên nền tảng này. Thì cái Qcoin Hub ở đây giải quyết những vấn đề bằng cách làm cho nó liền mạch và dễ dàng cho người dùng để mua lên đến 5 cryptocurrency nơi nhiều hơn nữa, để được thêm vào cái địa chỉ ví cá nhân của họ không bắt buộc. Nói tóm lại thì các trung tâm cho phép người dùng mua bán ngân hàng càng nhiều tệ mật mã như mua của người dùng có thể yêu cầu cho vay bằng fiat tại đây. Thì cái sở giao dịch của Q này, thì cái giao dịch trên thị trường crypto đi kèm với sự phức tạp riêng của nó, và nếu nó không đúng cái master và hiểu về các nhà đầu tư thì có thể dẫn đến một cái mất mát to lớn của cái quỹ. Thì cách Q trao đổi này sẽ hao như nào, bao giờ giải quyết vấn đề phức tạp này, thì một cuộc trao đổi về thiết kế sử dụng và trải nghiệm nền mạch của người dùng sử dụng, và sẽ không có nghiệm giao dịch trước là những cái trao đổi Q được xây dựng lên. Thì tầm nhìn đằng sau cái việc trao đổi Q này là đến những nhà như cái cryptocurrency càng nhiều càng tốt từ thế giới, và nghiên cứu cho thấy cái Indonesia này góp phần vào cái khoảng 5 triệu đô la thanh khoản vào thị trường thì cryptocurrency. Với sự ra mắt của Q trao đổi, chúng tôi nhìn dung ra một cái tài sản có giá trị mà sẽ được yêu cầu không chỉ ở châu Phi mà sẽ ở mọi nơi trên thế giới. Thì cái Qpay ở đây là một cái giải pháp hệ thống thanh toán chip Vita để đó xây dựng bằng công nghệ blockchain. Thì điều này bao gồm một cái e-wallet, cổng thông toán và ghi nợ tín dụng. Thì e-wallet của chúng tôi được xây dựng như một cái người dùng có thể thuận tiện tài trợ cho cái hầu bao của mình qua tài khoản ngân hàng địa phương, thẻ ghi nợ tín dụng USD và ví cryptocurrency, và các công ty điện tử toàn cầu lựa chọn một cái lựa chọn chuyển giao có sẵn tại cái ngoại trừ cái USD, một cái DC chuyển đổi tiền tự động và triển khai các chuyển tiền kỹ thuật số và được thực hiện bởi các fiat. Thì cái cạnh thứ hai của Qpay là một cái ngõ MainPay mà làm việc với các e-wallet, và sẽ là một cái hệ thống plugin vào các cái DNVBN này và cái e-comment này, thì các tổ chức sẽ tìm cách để nhận tiền từ người dùng bằng các độ khác nhau, lựa chọn từ cái thẻ tín dụng và hệ thống ngân hàng, từ internet và ví cryptocurrency. Hay ở đây thì Qcoin blockchain, Ethereum của châu Phi,
thì cái tính năng khi khoa học blockchain này sẽ cung cấp hợp đồng thông minh ứng dụng của các hayer và các giải pháp kiểm toán hợp đồng thông minh là một cái đội ngũ kế toán hiện đang đưa vào kế trong vài năm tới, trong khi các blockchain dựa vào cái yêu cầu của một doanh nghiệp thì các doanh nghiệp sẽ dễ dàng xây dựng trên các tích hợp sản phẩm của chúng tôi để sản phẩm của chúng tôi dịch vụ có khả năng được mở rộng hơn. Thông tin về cái token chương trình này thì cái coin thuật toán Secret này là POS, coin viết tắt là KRC, và coin giá thì giai đoạn đầu tiên nó sẽ có giá là 0,65 đô và giai đoạn thứ hai tiếp tục giữ giá 0,65 đô. Thì cái ICO token này sẽ có 50 triệu KRC. Cái chương trình pre-ICO từ ngày 4 tháng 2 2018 với tổng coin cung cấp là 100 triệu KRC, với team mô là 18 và khai thác bể bơi là sẽ không có. Với cái token ở đây thì người ta sẽ dành cho 50% là ICO và thưởng, 10% dành cho team đội nhóm, 27% dành cho dự trữ đối với các công ty kinh doanh phát triển và mở rộng, 3% dành cho bounty và airdrop, 5% vốn chủ sở hữu đầu tư, 5% dành cho free bán trước sale, trước ICO. Với cái phân bổ cái bán token này thì người ta sẽ dành cho 60% công nghệ, 35% dành cho tiếp thị và 5% dành cho pháp lý. Về cái thông tin ICO crowd sale này thì bắt đầu sẽ từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 2018, và cái đến cái 4 ngày sau khi ICO bán hàng đám đông thì cái chế độ phân phối ở đây nó sẽ thanh toán qua Bitcoin hoặc Ethereum. Thì cái hình thức bán thẻ này trong giai đoạn 1 của việc bán thẻ, các nhà đầu tư sẽ nhận được 45% tiền thưởng của KRC thì mua. Giai đoạn 2 là sẽ nhận được 35% tiền thưởng từ nhà đầu tư. Thì bên cạnh đó các chương trình giới thiệu của chúng tôi thì cái ERS 10% tổng số thẻ người mua sẽ được sử dụng trong một liên kết được sử dụng, với cái soft cap là 2 triệu và cái hard cap là 2,5 triệu. Đây là cái lộ trình roadmap của dự án, thì các bạn có thể xem ở đây hoặc qua cái trang web của cái qcoin.co.il này. Đây là cái đội nhóm và bên cố vấn thành lập cái dự án này, các bạn có thể xem rất nhiều nhà có kinh nghiệm và nổi tiếng trong cái group cái công nghệ blockchain. Thì ở đây cái nền tảng qcoin hub sẽ dự kiến thu hút hơn 10 triệu người sử dụng vào cuối năm và năm 2018, do đó cái làm tăng cái khả năng sử dụng tiềm năng của Qcoin, do đó sẽ làm tăng giá trị của nó. Và tất cả các dự án này được kết nối với cái đồng xu Q và mặc định họ đang điều hành cái Andreni và họ độc lập và làm việc chung với nhau và cung cấp các giá trị cho Qcoin. Thì Qcoin là một cái ICO nhưng mà một cuộc cách mạng trong cái lĩnh vực tài chính có nguồn gốc từ châu Phi và phân cấp cho thế giới. Thì Qcoin này đang có trụ sở ở Nigeria của châu Phi. Thì trên đây là cái video review của mình, đánh giá của mình về cái dự án ICO Qcoin này. Đây là giấy trắng white paper của dự án phân cấp cho thế giới kỹ xu hướng thông minh của bạn. Hãy tham gia ngay cái dự án này để có thể nhận được cái ưu đãi lớn nhất về cái dự án Qcoin. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.